Và kính thưa quý vị, mở đầu là tin Hoa Kỳ và thế giới. Một cảnh sát viên gốc Việt từng phục vụ nhiều năm ở Las Vegas đã bị bắn chết vào sáng sớm hôm 13 tháng 10 trong một cuộc đấu súng với nghi can vốn sau đó đã bị bắt giữ. Ông Joe Lombardo, cảnh sát trưởng Clark County, nói với giới truyền thông rằng cảnh sát viên Trương Thái, 49 tuổi, bị bắn chết khi cùng một cảnh sát viên khác đến điều tra một vụ cãi cọ trong gia đình vào lúc khoảng 1 giờ sáng. Họ chặn một chiếc xe gần ngã tư đông đảo xe cộ qua lại và cũng gần trường đại học University of Nevada, nằm về phía đông của Las Vegas Strip. Nghi can có vũ trang và đã bắn vào hai viên cảnh sát. Cả hai đều bắn trả. Cảnh sát viên Trương Thái bị trúng đạn vào ngực và sau đó được xác nhận đã thiệt mạng tại bệnh viện Sunrise Hospital. Nghi can Tyson Hampton, 24 tuổi, lái xe khỏi nơi xảy ra vụ nổ súng và bị chặn lại ở cách nơi đó vài khu phố. Ông Lombardo nói rằng nghi can lúc đầu không chịu đầu hàng khiến cảnh sát phải dùng chó để uy hiếp. Báo cáo của cảnh sát nói nghi can Hampton đã bị mấy vết thương nhẹ. Nghi can sau đó bị giam tại nhà tù Clark County và bị truy tố về tội sát nhân cùng âm mưu sát nhân. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Hôm 12 tháng 10, Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia mà qua đó tìm cách kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khi tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác với đồng minh để giải quyết các thách thức mà các nước dân chủ đang phải đối mặt. Văn kiện dài 48 trang vốn bị trì hoãn do cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine không có chuyển đổi nào quan trọng trong quan điểm cũng như không đề ra nguyên tắc mới quan trọng nào về chính sách đối ngoại. Thay vào đó, văn kiện nêu bật lập trường rằng sự lãnh đạo của Mỹ là then chốt để vượt qua các mối đe dọa toàn cầu như biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài. Theo bản chiến lược này, thậm chí sau cuộc xâm lược của Nga, Trung Quốc vẫn là thách thức tai hại nhất đối với trật tự toàn cầu và Mỹ phải thắng thế trong cuộc đua vũ trang kinh tế nếu như muốn duy trì tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Hoa Kỳ vào hôm 14 tháng 10 cảnh báo họ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp quân sự của nước này, trong lúc Washington tìm cách gia tăng áp lực lên Moscow về cuộc chiến của họ ở Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo tại một cuộc họp quy tụ quan chức từ 32 quốc gia nhằm thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga cho biết, Bộ của ông sẽ ban hành hướng dẫn vào ngày 14 tháng 10 để nói rõ rằng Washington sẵn sàng và có khả năng thực hiện trừng phạt như vậy. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 14 tháng 10 cảnh báo Ukraine và phương Tây không nên dồn ép Nga vào đường cùng, nói rằng Moscow có vũ khí hạt nhân không phải là không có lý do. Kênh truyền hình Mỹ NBC trích lại cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn nhà nước Belarus công bố. Ông Lukashenko nói rằng, điều quan trọng nhất là đừng đẩy người đối thoại và thậm chí cả đối thủ vào chân tường. Do đó, quý vị nhất thiết không được vượt qua lằn ranh đó như cách người Nga nói. Quý vị không thể vượt qua lằn ranh. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào hôm 11 tháng 10 đưa ra báo cáo nói rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu nhất trong hơn 20 năm và cho biết tình hình có thể còn tệ hại hơn nữa. IMF dự trù nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2.7% vào năm 2023. Con số này thấp hơn 0.2% so với dự báo của IMF hồi tháng 7, với nguyên nhân đến từ việc ba nền kinh tế lớn là Trung Quốc, châu Âu và Mỹ tiếp tục ảm đạm. Vào tuần trước, bà Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành của IMF, đã đưa ra triển vọng không mấy khả quan, dự trù kinh tế toàn cầu sẽ thất thoát 4.000 tỷ Mỹ Kim trong vòng 4 năm tới. Theo bà, các cú sốc từ thảm họa thiên nhiên, đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine đã khiến cho giá cả tăng trên toàn cầu, đặc biệt là thực phẩm và năng lượng, gây ra khủng hoảng giá sinh hoạt. Nhu cầu tăng vọt trong thời gian sau khi có vaccine chích ngừa khiến chuỗi cung ứng quá sức làm giá đa số mặt hàng tăng cao từ cuối năm 2021. Lĩnh vực năng lượng và địa chính trị đụng độ từ tháng 2 khi Nga, quốc gia xuất cảng năng lượng lớn, mở cuộc xâm lăng Ukraine. Cuộc chiến này cũng khiến cho mọi thứ tăng giá từ ngũ cốc cho đến dầu thô. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Chuyển qua các bản tin Việt Nam.
Chính phủ đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Một số dự án có lỗ lũy kế lớn, lỗ liên tiếp trong nhiều năm. Đó là nội dung báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2021. Theo đó, tính đến cuối năm 2021, cả nước có 826 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước, bao gồm 673 doanh nghiệp nhà nước và 153 doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của nhà nước. Chính phủ cho biết, lỗ phát sinh theo báo cáo hợp nhất của 5 tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ, con là 1.830 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lỗ phát sinh 771 tỷ đồng. Tổng công ty đường sắt lỗ phát sinh 518 tỷ đồng. Ngoài ra, lỗ phát sinh theo báo cáo của 5 công ty mẹ là 2.369 tỷ đồng. Báo cáo hợp nhất có 16 tập đoàn, tổng công ty mẹ, con còn lỗ lũy kế 14.703 tỷ đồng và 9 công ty mẹ lỗ lũy kế 5.532 tỷ đồng. Đơn cử, tập đoàn hóa chất 2.612,7 tỷ đồng, tổng công ty đường sắt Việt Nam 1.822 tỷ đồng, tổng công ty cà phê 453 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 426 tỷ đồng. Theo đánh giá của Chính phủ, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa xứng với nguồn lực nắm giữ. Hiệu quả đầu tư trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng khi phê duyệt dự án có vốn đầu tư lớn nhưng không thành công và rủi ro cao. Một số dự án có lỗ lũy kế lớn, lỗ liên tiếp trong nhiều năm, phương thức tái cấu trúc chưa hiệu quả. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Critton Brink nói vào hôm 12 tháng 10 rằng Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và nằm trong số 7 quốc gia mà Washington sẽ đào tạo và hỗ trợ trong sáng kiến an ninh hàng hải. Nhà ngoại giao Mỹ nói, sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xác định Việt Nam là một trong 7 quốc gia mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp, đào tạo và hỗ trợ. Hoa Kỳ rất vui vì được hợp tác chặt chẽ với cảnh sát biển Việt Nam trong việc tăng cường khả năng phát hiện và ứng phó với các hoạt động trên biển. Ông Critton Brink là trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương đưa ra thông điệp này trong buổi nói chuyện với sinh viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam cũng như tại cuộc họp báo ở Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 10 trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam 3 ngày từ ngày 10 tháng 10. Trước mặt các sinh viên Học viện Ngoại giao, ông Critton Brink khẳng định Mỹ cam kết làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ an ninh hàng hải và nâng cao nhận thức về hàng hải trong khu vực. Đồng thời nêu nhận định rằng, chúng tôi biết Việt Nam phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong khu vực, không chỉ trên đất liền mà còn cả trên biển. Cũng tại cuộc họp báo hôm 12 tháng 10, trợ lý ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền tiếp tục đóng vai trò là một trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Khắc xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.